Hello, Văn Cài xin chào cả Văn chơi. Ok là clip đột kích các bạn ơi. Thì ok. Thì mình đã nảy ra một ý tưởng anh em trong quá trình chơi mình nãy ra mình gặp người tốt người xấu á. Thì mình quay lại. Đó thì mình sẽ đã có cái ý tưởng như thế này ha. Thì hôm nay mình chơi mình lại gặp một người xấu nữa anh em. Và mai mốt mình sẽ để trên đầu clip của mình á là một danh sách những người mà ôm bot ôm thẻ anh em, những cái con bot mà có giá trị kiểu như đốc năm rùa năm hay là xích năm chó năm này nhỏ, thiếu dung mà một số bot có giá trị á mà người ta bó ôm anh em tại ao tắm thả nè, thì mình sẽ quay clip xong rồi mình sẽ đưa danh sách nó lên đầu video luôn anh em, video nào để cho anh em cũng thấy hết để cho nhiều người lan tỏa đến cộng đồng biết một số thành phần gọi là scam, một số thành phần gọi là dơ chơi bẩn thỉu hay là chuyên gia ôm thẻ này nọ, thì để cho mọi người biết né ra thấy những thành phần đó là kích ra các thứ và các thứ ha. Đó thì hôm nay mình là chơi mình có quay lại một clip của một người nữa anh em. Hôm trước một người nữa là mình sẽ lập danh sách được hai người đó thì ok thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn coi clip đó một xíu thôi anh em đó, và mình sẽ đưa danh sách lên đầu clip đó, thì ý tưởng của mình như thế anh em đó, chơi mà cứ thấy mấy thằng nào mà scam mình sẽ lập danh sách cho anh em đó, danh sách này thì sẽ càng ngày càng tăng thôi anh em đó. Người mấy đứa mà ôm thẻ rất là nhiều mà nhưng mà mình gặp mình mới đưa lên thôi anh em, còn mà nếu mà người ta gặp thì mình có hình ảnh hay gì đó có gì chứng minh thì mình mới đưa lên được thôi anh em, chứ nếu không là phải mình chính tay mình gặp mình mới đưa lên cho anh em, cảnh gọi là làm sạch cộng đồng một xíu anh em. Rồi ok thì chúng ta sẽ vào clip đó thôi anh em ơi. Ok anh em, mới có người ra đốc từ năm nghe anh em, tên anh em nó mà không kêu âm thẻ là sao ta, chờ xíu. Ok anh em, tình hình là ông này ông không có thả đốc nè, nghe anh em TB này, để ngồi nữa mình xem thử ra như thế nào nha. Ok anh em, người đó ao anh em. Ok để mình từ từ rồi. Ok thì hết clip thì chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Đó thì mình sẽ cố gắng tìm thật là nhiều kẻ scam để cho mọi người cùng biết ha. Rồi ok, bye bye mọi người nha, chúc mọi người xem clip vui vẻ.